bia ma mẫu này vải mango nha cho mấy chị. Phơm này phơm hơi to một tí đó, tầm 45 đến tầm 65 kg dừa đó, vải mango à, lụa mango nha, kiểu dáng vậy nè, để che quay bản màu đó. Mấy chị thấy không, cái túi nó có cái nơi cần gì nè, cái đường này nó có đường viền, nó phối viền, cái quần ống quần nó như vậy nha mấy chị, ống quần nó như vậy nha. Em có chụp hình từng cái màu cho mấy chị coi, nhưng mà em quay clip cho mấy chị coi thật cận cảnh thực tế nè. Bản bông của nó nè, đây cái này trắng trắng thành vàng, sập logo giống cái sập này là sập giống như cái em trải thảm nha, rồi trắng nền này vàng nè, cái kia nó có hơi cam, cái này sập trắng đen, cargo trắng đen, xám đen. Rồi em gửi áo ra đi em ấy nè, em quay lại cho mấy chị coi nè. Đó có túi nha, túi sâu nha, đường may kỹ nha, đặt đá 2-3 lần. Rồi coi anh ấy gì nha em, ấy cái bầu á. Rồi đưa áo lên đó, sập cargo, đưa cái quần vô em, ship cái quần vô luôn đó. Đó cái màu sọc mà đẹp nè, đó học cái bọt cũng đăng ý được tí rồi đó mấy chị ơi. Đó nhìn cái bộ đồ nè đẹp nhất khách rồi. Rồi tiếp đi em, đó sọc cargo nè, đó em quay cận cảnh giải cho mấy chị coi nè. Đó đẹp chưa, chỉ có đẹp thôi. Phẩm gà Biama của tụi em là về mẫu nào bán sạch sẽ mẫu nấy nha, cháy hàng liên tục luôn á mấy chị. Đó phơm thoải mái rộng rãi, đường may kỹ, mặc lên bộ đồ nhìn sang lắm, nhìn bộ đồ là thấy cao cấp liền luôn, mặc lên là sang trọng nè, cái tay nè. Đó chảy ra tiếp đi em, em mai quay cận cảnh cho mấy chị coi cái lưng thun nè mấy chị. Ý bộ đó chảy rồi, bộ đó nãy chị chảy lúc đầu rồi. Đó lưng thun nè mấy chị ơi, đó đường may nè, màu trắng nhưng mà không có mỏng nha mấy chị, nhưng mà mấy màu sáng như vậy mấy chị đừng có mặc cái đồ nội y ở trong màu đen, mặc mấy cái màu sáng giùm em nha, màu màu trắng gì mà quất nội y màu đen ở trong thì đương nhiên nó sẽ thấy rồi đó. Đó, đó. Rồi chảy cái quần ra, mỗi này đẹp nhất nách luôn. Trời ơi mấy chị ơi nó đẹp nè, quần dài nha mấy chị. Đó năm màu nha, mà mỗi này em về năm màu nha. Đó em về có năm màu thôi, em quay cho mấy chị coi. Đó giải nè mấy chị thấy không, không hề mỏng nha, trắng nhưng mà không hề mỏng nha. Trời ơi màu này mặc lên trắng lắm nè, mấy chị nứt da ngâm hơi tối màu sậm màu, mặc màu này lên cũng đẹp lắm nè. Rồi ok hết bản màu nha mấy chị.